Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK đưa ra nhận định rằng Nga đang tập trung vực dậy nền kinh tế không chỉ để bảo đảm đủ nguồn lực cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nhiều chỉ số tài chính, kinh tế và quân sự gợi ý rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột thông thường quy mô lớn với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Không phải ngay lập tức nhưng vào mốc thời gian gần hơn so với dự tính của các nhà phân tích phương Tây, ISVK viết trong báo cáo ngày 20 tháng 3. Tổ chức nghiên cứu này dẫn thông tin từ cuộc họp của Tổng thống Putin với Duma Quốc gia Nga ngày 19 tháng 3 vừa qua. Cuộc họp diễn ra vài ngày sau khi nhà lãnh đạo Nga giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử ngày 17 tháng 3 để tiếp tục lãnh đạo thêm một nhiệm kỳ nữa. Trong cuộc họp, Tổng thống Putin nói về những lĩnh vực mà ông muốn ưu tiên trong nhiệm kỳ thứ năm. Ông nói với các nghị sĩ rằng điều quan trọng nhất là cứu người và giúp các gia đình. Tất nhiên tất cả những điều này chỉ có thể thực hiện trên nền tảng phát triển kinh tế. Đây là vấn đề chìa khóa cho sự phát triển của nước ta, từ đó những vấn đề về chủ quyền công nghệ và phát triển xã hội sẽ được giải quyết, ông nói. Tổng thống Nga cũng kêu gọi các nghị sĩ chớ để bị dẫn dắt bởi doanh nghiệp hay lợi ích đảng phái. Theo đánh giá của ISV bài phát biểu của Tổng thống Nga gợi ý rằng ông sẵn sàng hy sinh quan hệ với Siloviki, tức những cựu quan chức an ninh giàu có được cho là một phần trong lực lượng chính trị ủng hộ ông. ISVK cho rằng đây có thể là tín hiệu của ông Putin rằng giới tinh hoa Nga sẽ phải đau một chút để bảo đảm ổn định tài chính của đất nước. Những nỗ lực của ông Putin nhằm ổn định nền kinh tế và tài chính Nga có thể là một phần trong sự chuẩn bị về tài chính và nội bộ cho một cuộc xung đột quy mô lớn với NATO trong tương lai. Không chỉ vì cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine, ISVK viết trong báo cáo. Đây không phải lần đầu tiên các nhà phân tích cho rằng chiến tranh giữa Nga và NATO có thể sắp xảy ra. Tháng trước, Cơ quan tình báo nước ngoài Estonia viết trong báo cáo rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với phương Tây. Nga đã lựa chọn con đường tiến đến đối đầu trong dài hạn. Điện Kremlin có thể đang dự đoán một cuộc xung đột tiềm tàng với NATO trong khoảng một thập kỷ tới, Reuters dẫn nội dung báo cáo cho biết. Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này. Nga bắt đầu sản xuất siêu bom nặng 3 tấn. Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt bom trên không pháp không có trọng lượng khoảng 3 tấn có thể được trang bị mô đun hiệu chỉnh và phổ quát UMPC. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố bắt đầu sản xuất hàng loạt siêu bom Pháp 3000 có trọng lượng 3 tấn, đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình phát triển tổ hợp công nghiệp quân sự nước này. Thông báo này được đưa ra khi Bộ trưởng Quốc phòng sẽ gây soi đến thị sát tại các doanh nghiệp ở vùng Nizhny Novgorod. Trong chuyến thăm doanh nghiệp quốc phòng, Bộ trưởng Shoigu được thông báo về sự gia tăng đáng kể trong sản xuất bom. Trong đó, Số lượng bom pháp 500 đã tăng lên nhiều lần, pháp 1500 tăng gấp đôi và kể từ tháng 2 năm năm nay, việc sản xuất hàng loạt pháp 3000 đã được triển khai. Báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. Theo bộ này, kể từ năm ngoái, khối lượng sản xuất vũ khí pháo binh và hàng không hiện đại Nga đã tăng gấp 5 lần. Kết quả này đạt được nhờ việc xây dựng lại và tái trang bị kỹ thuật các cơ sở sản xuất cũng như hiện đại hóa dây chuyền sản xuất bằng thiết bị công nghệ cao hiện đại. Các nhà quan sát quân sự đánh giá nga có thể sẽ trang bị cho Pháp 3000 bộ mô-đun hiệu chỉnh và phổ quát UMPC để tăng tầm bắn của chúng, tương tự như bom Pháp 1500 và Pháp 500 trước đó. Pháp 3000 được đưa vào trang bị từ năm 1946, loại bom siêu lớn này vẫn tiếp tục là một trong những vũ khí lợi hại nhất dành cho các máy bay ném bom chiến lược của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Tổng khối lượng của bom Pháp 3000 lên tới 3 tấn, trọng lượng của thuốc nổ vào khoảng 1,5 tấn khi rơi xuống đất sẽ đủ sức phá hủy các những công trình ngầm kiên cố nằm sâu dưới lòng đất. Hồi tháng 4 năm 2022, có thông tin cho biết Nga đã tung siêu bom này vào mặt trận Mariupol. Nga sản xuất đạn pháo nhiều gấp 3 lần so với Mỹ và châu Âu cộng lại. Ngày 21 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay sản lượng đạn pháo tăng gần 2,5 lần và sản lượng linh kiện pháo tăng gấp 22 lần trong năm qua. Tại cuộc họp với các nhà sản xuất vũ khí, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết Lệnh mở rộng sản xuất pháo thành công sớm hơn nhiều so với kế hoạch và ca ngợi các công nhân đã làm việc suốt ngày đêm. Bộ trưởng Soygu nói, sau khi bắt đầu vận hành các cơ sở mới, khối lượng sản xuất thực tế tăng gần 2,5 lần. Theo ông Soygu, khối lượng sản xuất linh kiện cho pháo binh cũng tăng gần 22 lần. Nga chủ yếu bắn đạn pháo cỡ nòng 152 mm và 122 mm. Ông tiết lộ quân đội Nga đặt ra nhiều mục tiêu tham vọng hơn trong năm nay nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Sự vượt trội của Nga trong sản xuất pháo binh là yếu tố có thể giúp quyết định diễn biến tại Ukraine, vốn chủ yếu sử dụng pháo binh và máy bay không người lái. Theo CNN, Nga đang sản xuất số lượng đạn pháo nhiều gần gấp 3 lần so với Mỹ và châu Âu cộng lại. Nga tăng tốc cỗ máy quân sự, sản xuất linh kiện đạn pháo gấp 22 lần. Nga công bố tình hình sản xuất vũ khí trong cuộc chiến tiêu hao với Ukraine, trong đó sản lượng linh kiện đạn pháo tăng tới gấp 22 lần sau một năm. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 21 tháng 3 cho biết sản lượng đạn pháo của nước này đã tăng gần 2,5 lần trong năm qua, trong khi sản lượng linh kiện pháo đã tăng gấp 22 lần khi Moscow đang chạy đua để sản xuất vũ khí nhanh hơn mức phương Tây có thể cung cấp cho Ukraine. Thế áp đảo hiện nay của Nga trong sản xuất pháo binh là yếu tố có thể giúp quyết định diễn biến của cuộc chiến Ukraine, vốn chủ yếu diễn ra bằng pháo binh và máy bay không người lái vào thời điểm phương Tây lo ngại Moscow sẽ giành được nhiều chiến thắng hơn nữa trên chiến trường. Hồi đầu tháng, CNN dẫn lời tình báo phương Tây cho hay, Nga đang trên đà sản xuất đạn pháo gấp 3 lần sản lượng mà cả Mỹ và EU cộng lại để hỗ trợ cho Ukraine. Tại cuộc họp với các nhà sản xuất vũ khí, Bộ trưởng Shoigu cho biết mệnh lệnh mở rộng sản lượng sản xuất pháo đã thành công sớm hơn nhiều so với kế hoạch và ca ngợi các công nhân đã làm việc suốt ngày đêm. Bộ trưởng Shoigu cho biết, sau khi bắt đầu vận hành các cơ sở mới, sản lượng sản xuất đạn pháo thực tế đã tăng gần 2,5 lần. Ngoài ra, sản lượng linh kiện cho loại đạn này đã tăng gần 22 lần 75% số linh kiện đang được phục hồi. Ông cho biết Nga có nhiều mục tiêu tham vọng hơn trong năm nay nhưng không nêu chi tiết. Một công nhân quốc phòng tiết lộ rằng sản lượng vũ khí tại nhà máy mà ông đang làm việc trong một tháng bằng những gì cơ sở này từng sản xuất trong cả năm. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng nước này đang vào guồng sản xuất bom lượng thông minh với sản lượng gia tăng ấn tượng. Bộ trưởng Sergei Shoigu đã được báo cáo về tình hình sản xuất bom lượn. Theo đó, sản lượng bom Pháp-500 đã tăng lên gấp nhiều lần, hoạt động sản xuất Pháp-1500 đã tăng gấp đôi trong khi Pháp-3000 đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt từ tháng 2. Bộ trên cho biết, đề cập lần lượt tới các quả bom nặng 500 kg, 1,5 tấn và 3 tấn. Ngoài ra, tầm tấn công của vũ khí cũng gia tăng đáng kể. Cùng với đạn pháo, bom lượng thông minh của Nga đang gây ra tác động tâm lý to lớn tới binh sĩ Ukraine. Nhiều quân nhân của phía Kiev thừa nhận đây là vũ khí đáng sợ nhất của Nga. Hồi đầu tuần, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Ivan Havriliuk cho biết, trong 77 ngày đầu tiên của năm 2024, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã sử dụng tới 3.500 quả bom gắn thiết bị dẫn đường UMPK để tấn công Ukraine. Con số này nhiều gấp 16 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trung bình, Nga đang ném xuống các mục tiêu của Ukraine 50 quả bom dẫn đường mỗi ngày, gây tàn phá nghiêm trọng các phòng tuyến của Kiev. Bản chất bom lượng thông minh là những quả bom không dẫn đường có từ thời Liên Xô được Nga gắn thêm thiết bị có khả năng định vị mục tiêu, làm gia tăng đáng kể sự chuẩn xác của quả bom. Sức công phá của đầu đạn cũng khiến loại vũ khí này trở nên đặc biệt nguy hiểm khi nó có thể tàn phá một khu vực rộng lớn.